xin mời mở kinh văn. Tờ thứ bảy, hàng thứ sáu. Tất hộ chư Phật vô lượng công đức, trí tuệ thánh minh bất khả tư nghị. Chúng ta bắt đầu xem từ chỗ này. Đây là đoạn thứ tư, cũng là tổng kết. Trong đoạn kinh văn lớn này, kinh văn tương đối dài. Đây là chúng Bồ Tát đến dự hội. Ở trong kinh văn phần tổng kết này, tất hộ những vị Bồ Tát đến dự hội này, mỗi một vị đều được chư Phật vô lượng công đức. Ngay chỗ này nói chư Phật có hai ý nghĩa. Một chính là nói mười phương ba đời tất cả chư Phật. Ngoài ra một ý nữa là trực tiếp chỉ A-di-đà Như Lai. A-di-đà Như Lai cũng gọi là chư Phật. Trí tuệ thánh minh, cái gì gọi là thánh? Cái ý nghĩa này chúng ta nhất định phải rất rõ ràng, đêm đó nói rõ ra. Vào thời xưa, đối với một người, con người này có trí tuệ, đối với vũ trụ tất cả vạn sự vạn vật, họ đều có thể tường tận, hơn nữa còn có thể thấu hiểu triệt để. Con người đó liền gọi là thánh nhân. Tường tận mà không đủ thấu triệt, vậy thì xem là hiền nhân. Thánh hiền có cái điểm khác biệt này, không thể nghĩ bàn. Kinh văn tổng kết chúng Bồ Tát một cái đoạn lớn này, vô lượng công đức chính là chỗ phía trước đã nói rõ. Ở ngay chỗ này chúng ta cần phải tường tận. Thế Tôn ngay chỗ này vì chúng ta nói rõ trí tuệ của Bồ Tát đại đức đại năng, chỉ nêu lên một thí dụ: tám tướng thành đạo. Nêu lên một thí dụ này, mà kỳ thực chúng ta từ ngay trong cái thí dụ này cũng cần phải hiểu rõ những Bồ Tát cực lạc này, mỗi mỗi đều là vạn đức vạn năng. Ở ngay trong sát độ mười phương không bờ mé, tùy loại hóa thân, đáng dùng thân Phật để độ. Cũng giống như nơi đây nêu ra thí dụ, thì hiện tám tướng thành đạo, thì hiện thân Phật mà vì đó nói pháp, đã có thể hiện thân Phật. Đương nhiên thân Bồ Tát ở dưới Phật, thân thanh văn duyên giác, thân chúng sanh sáu cõi,
thậm chí đến cái thân tướng chúng sanh vô tình đều có thể hiện được. Nói rõ, các ngài tùy loại hóa thân, tùy cơ nói pháp, đạt đến cứu cánh viên mãn. Suốt cuộc Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là Bồ Tát ở vị thứ nào? Hoặc giả à, Bồ Tát ở phẩm vị nào? Chúng ta ở trong bộ kinh này, đặc biệt là 48 nguyện. 48 nguyện là pháp căn bản của Tây Phương Tịnh Độ. Ở trong đây, A-di-đà Phật khai thị rõ cho chúng ta thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp giới bình đẳng, không thể nghĩ bàn. Phàm hễ là người vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi mỗi đều có cái năng lực này, đều có cái thần thông này, đều có trí tuệ như vậy. Không có thứ nào không viên mãn. Cho nên từ cõi phàm thánh đồng cư, hạ phẩm vãng sanh, mãi đến cõi thật báo thượng thượng phẩm, đều có thể thị hiện như vậy. Như trong Quán Thế Âm Phổ Môn Phẩm đã nói, đáng dùng thân gì để độ thì Ngài liền hiện ra thân đó để độ. Bồ Tát Quán Âm có 32 ứng thân. 32 là 32 loại, mỗi loại vô lượng vô biên. Chúng ta đọc đến chỗ này, nếu như có chút thể hội sơ lược, bạn nhất định liền nghĩ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta phải nên đi, nhất định phải đi. Chỉ có đến thế giới Tây Phương Cực Lạc mới có thể đạt được tự tại chân thật, tự tại thật sự, mới có thể thực tiễn căn bản đại nguyện của chúng ta, mới có thể thỏa mãn tất cả mong cầu của chúng ta. Câu cách ngôn trong nhà Phật nói rất hay, Phật thì môn trung, hữu cầu tác ứng. Chúng ta học Phật, ở ngay trong cửa Phật, có cầu chưa chắc có ứng. Thế nhưng đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi thì không như vậy. Cảm ứng 100%. Cái lý này, đạo lý, chân tướng sự thật, ở trong bổn kinh Thế Tôn Ngài nói cho chúng ta nghe được rất rõ ràng, rất tường tận. Cho nên chỗ này nói chư Phật vô lượng công đức, đó chính là công đức cứu cánh viên mãn. Trí tuệ, đức tướng, thần thông, phương tiện, không có thứ nào không viên mãn. Đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Áp dụng vào ngay trong đời sống thực tại của chúng ta, chúng ta phải nên tu học như thế nào? Hiện tại địa cầu chúng ta đang
cư trụ. Do bởi khoa học phát triển, địa cầu càng ngày càng nhỏ. Không phải địa cầu thu nhỏ, giao thông quá thuận tiện. Hôm trước tôi xem thấy được một đoạn tin tức. Hiện tại Hoa Kỳ phát triển một loại phi cơ cực nhanh. Loại phi cơ này từ Gia Châu của Hoa Kỳ bay đến Nhật Bản. Hiện tại cũng cần phải 9 giờ đồng hồ. Tương lai loại phi cơ tốc hành này chỉ cần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Chúng ta liền có thể hiểu được loại phi cơ này đi một vòng địa cầu nhiều nhất chỉ cần 6 giờ. 6 giờ đồng hồ đi một vòng trái đất. Cho nên địa cầu càng ngày càng nhỏ. Internet hiện tại, đường truyền của vi tính, các vị đều biết chúng ta giảng kinh ở nơi đây, thính chúng không chỉ những người ngồi trong giảng đường này. Đường truyền đồng thời truyền đi khắp thế giới. Ở thế kỷ sau, chúng ta biết khoa học tiến bộ đến mức người người đều phải dùng vi tính. Thế kỷ sau là thời đại của vi tính. Vi tính biến thành thứ cần thiết trong đời sống của chúng ta. Vậy thì mỗi một người đều trong vi tính đều có thể thâu nghe, đều có thể thâu xem. Hình ảnh của chúng ta cũng ở trong đó, cũng giống như truyền hình vậy. Cho nên bất cứ nơi nào chúng ta giảng kinh đều là đang giảng cho toàn thế giới nghe. Rất gần như chỗ này đã nói, tất hộ chư Phật vô lượng công đức, trí tuệ thánh minh bất khả tư nghị. Có một chút giống, có một chút gần giống. Phật Bồ Tát, đối tượng của các ngài giáo hóa là tận hư không khắp pháp giới, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Chúng ta nhất định có thể nghĩ đến nhiều cõi nước Phật đến như vậy. Mỗi một cõi nước Phật lại có vô số vô lượng chúng sanh. Những số lượng này đều không phải là số tự số học của chúng ta có thể biểu đạt ra được. Ngày nay chúng ta nói nhân số của địa cầu, thống kê hiện tại đại khái có 60 ức. Thế nhưng đây chỉ là nói một địa cầu. Nếu như nói thế giới Ta Bà của Thích Ca Mâu Ni Phật, số lượng chúng sanh thì rất nhiều. Thế giới Ta Bà có bao nhiêu cái thái dương hệ? Chiếu theo cách nói thông thường của kinh điển, có 10 dạng thái dương hệ. Nếu như chiếu theo cách nói của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng rất tuyệt diệu. Lão cư sĩ ngài đã nói một đơn vị thế giới mà trong kinh Phật nói chính là hiện tại chúng ta gọi là hệ ngân hà. Khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật bao lớn? 10 vạn ức hệ ngân hà. Ở trong đây có bao nhiêu chúng sanh?
Chúng ta có nghĩ qua hay không? Dường như rất nhiều đồng tu học Phật không hề nghĩ qua vấn đề này. Kỳ thực vấn đề này quan hệ đối với chúng ta quá to, quá lớn. Bạn không hề nghĩ qua là bạn lơ là qua loa. Mục đích giáo học của Phật Pháp là gì? Chúng ta không thể không biết. Chúng ta phải nên có thể nói ra được. Bạn có thể nói ra được, nói được rõ ràng, nói được tường tận, đại chúng xã hội mới biết được Phật Pháp là nên học. Không thể không học. Không học không được. Vì sao vậy? Giáo học của Phật Pháp là điều hòa chúng sanh. Trong 10 đức hiệu của Phật có điều ngự trượng phu. Như vừa rồi tôi đã nói, đó là một tiền đề. Hiện tại địa cầu thu nhỏ, nói rõ quan hệ giữa người và người càng ngày càng mật thiết, không như thời đại nông nghiệp ngày trước. Rất nhiều người đến già chết không hề qua lại, phạm vi đời sống của họ rất hẹp, cả đời trải qua đời sống đạm bạc, không hề tiếp xúc với bên ngoài. Hiện tại ép bạn không tiếp xúc không được. Khi tiếp xúc thì vấn đề liền đến. Mỗi một quốc gia khu vực, bối cảnh văn hóa không như nhau, phương thức đời sống không như nhau, hình thức hình thái cũng không như nhau, tín ngưỡng tôn giáo cũng không như nhau. Như vậy khi vừa tiếp xúc, rất nhiều những văn hóa khác nhau liền xảy ra xung đột. Những xung đột này nếu không thể hóa giải, sẽ mang đến cho xã hội rất nhiều những động loạn, bất an. Hiện tại gọi là phân biệt đối xử, không chỉ là kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị văn hóa, rất nhiều. Khi những kỳ thị này nghiêm trọng, liền sinh ra bạo động, chiến tranh, thậm chí đến chiến tranh. Đó là việc mà mỗi người chúng ta không hy vọng xem thấy. Thế nhưng những sự thật này bày ra ngay trước mắt chúng ta, gần như là không cách gì tránh khỏi. Thế là chúng ta mới sâu sắc thể hội được giáo học của Phật Pháp là quan trọng. Phật Pháp quan trọng nhất chính là dạy chúng ta làm thế nào tiêu trừ những ngăn cách này. Cho nên tổng cương lĩnh giáo học của Phật Pháp là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chân tướng hiểu rõ rồi, những vấn đề này tự nhiên liền được giải quyết. Cho nên chân thật có thể giải quyết được tất cả vấn đề của thế kỷ 21. Chúng ta không thể không lưu ý giáo dục của Phật Đà. Từ ngay chỗ này,
khiến cho chúng ta thể hội được Trung Quốc cổ đại. Chí ít vào 2000 năm trước, vào đầu nhà Hán. Hiện tại thông thường giới học thuật, bởi vì lễ ký trong thập tam kinh phải là ở vào cuối thời chiến quốc, thời kỳ đầu của nhà Hán, hoàn thành vào thời đó. Trong lễ ký có một thiên học ký, có thể nói là giáo dục triết học cổ xưa của Trung Quốc chúng ta. Bên trong nói với chúng ta: kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Khiến chúng ta tưởng tượng quốc gia hiện đại hóa. Đều rất chú trọng xây dựng nền tảng của quốc gia. Thế nhưng trong xây dựng nền tảng lại xem thường đi giáo dục, chỉ chú ý đến xây dựng giao thông. Trong giao thông bao gồm những thiết kế như đường sắt, xa lộ, cảng khẩu, phi trường, kiến thiết thủy lợi, khai thác năng lượng. Mọi người chỉ chú trọng những kiến thiết vật chất. Thế nhưng giáo dục là quan trọng hơn những thứ này. Hiện tại chúng ta cũng xem thấy, không luận là trong nước, ngoài nước, dường như là giáo dục đều rất phát triển, đều rất phổ biến. Hôm nay tôi nêu ra vấn đề này gần như là dư thừa. Quốc gia chúng ta làm giáo dục cũng không tệ. Kỳ thật, cái giáo dục mà tôi nói không giống như giáo dục thông thường trên thế giới hiện nay. Vì sao không như nhau? Hiện tại trường học có nhiều hơn, giáo dục có phát triển hơn, có bỏ đi được kỳ thị chủng tộc hay không? Có bỏ đi được kỳ thị văn hóa hay không? Có bỏ đi được kỳ thị tôn giáo hay không? Không hề có. Không những không có, những vấn đề này càng ngày càng phức tạp hơn, càng ngày càng nghiêm trọng. Do đây có thể biết giáo dục đã có vấn đề. Giáo dục có thiên lệch. Chúng ta y theo tư tưởng giáo dục cổ xưa của Trung Quốc, lấy nhà Nho Trung Quốc làm thí dụ. Trung Quốc giáo dục chọn lấy học thuyết của Khổng Mạnh là vào đầu năm triều nhà Hán. Vua Hán Vũ Đế chế định chính sách giáo dục ngay trong 2000 năm này. Chính quyền có thay đổi, thay vua đổi chúa. Thế nhưng Hán Vũ Đế chế định chính sách giáo dục mãi đến đời Mãn Thanh cũng không thay đổi. Cái chính sách này có thể dùng được đến 2000 năm cũng là không thể nghĩ bàn. Nội dung giáo học của nhà Nho là gì? Luân lý đạo đức.
Giáo học của Khổng Phu Tử phân làm 4 khóa mục. Nếu như lấy đại học của hiện tại để mà nói, 4 cái khóa mục này của ông chính là 4 cái học viện. Cái thứ nhất là đức hạnh, đem đức hạnh xếp ở hàng thứ nhất. Trong đức hạnh bao gồm những cái gì? Bao gồm luân lý. Cái luân lý này là luân lý của nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Dạy chúng ta quan hệ giữa người và người. Hiện tại làm gì có loại giáo dục này? Đây là chỗ mà con người khác nhau với loài cầm thú. Chính ngay chỗ này nói với chúng ta quan hệ của vợ chồng, quan hệ cha con, quan hệ anh em, quan hệ quân thần, quan hệ bạn bè, chính là ngũ luân. Chúng ta có thể đem cái quan hệ giữa người và người làm cho rõ ràng. Nghĩa vụ của người với người, chúng ta đều có thể làm hết trách nhiệm, là đạo nghĩa. Nói đạo nghĩa mà không nói lợi hại. Giáo dục mới xem là thành công. Như vậy mới có thể tiêu trừ những ngăn cách hiểu lầm giữa con người và con người. Hạng mục thứ hai trong luân lý là dạy chúng ta nhận biết quan hệ của con người với vạn vật tự nhiên. Cái quan hệ này làm rõ ràng rồi, liền có thể làm cho sinh thái tự nhiên của cả thảy địa cầu này được quân bình. Ngày nay mọi người chúng ta đều biết sinh thái địa cầu mất đi quân bình, cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Đây là mối quan hệ của hoàn cảnh, đời sống và con người chúng ta mà mọi người không hiểu. Phải làm thế nào thương tiếc hoàn cảnh, bảo hộ hoàn cảnh, bồi dưỡng hoàn cảnh mà không phải phá hoại nó, bỏ rơi nó. Người Trung Quốc không phải không hiểu được khoa học kỹ thuật. Vào triều nhà Hán, trong sách sử chúng ta có ghi chép những phát minh tiên tiến trên thế giới ngày nay khởi đầu đều từ ở Trung Quốc. Thế nên chúng ta tại vì sao không tiếp tục phát triển khoa học kỹ thuật? Ở trong đây có đạo lý rất sâu. Nếu như 2000 năm trước chúng ta bắt đầu phát triển khoa học, e rằng hiện tại thế giới này đã sớm bị hủy diệt rồi. Những người thông minh này, họ có quan niệm của luân lý, họ có trách nhiệm đối với lịch sử, gánh vác trách nhiệm đối với quần chúng rộng lớn. Nếu như khoa học này là có hại, tuy là có lợi mà nó có tác dụng phụ, thì như hiện tại mọi người đều biết được tầng ozone, bầu trời Nam Cực đã bị thủng một lỗ lớn. Hiện tại diện tích càng ngày càng lớn.
Ozone là bảo vệ địa cầu, hấp thu tia tử ngoại của mặt trời. Nếu như không có tầng ozone này bảo vệ, mặt trời trực tiếp chiếu xuống mặt đất, rất nhiều động vật thực vật trên địa cầu đều không thể sinh tồn, đều sẽ bị tiêu diệt hết. Tại vì sao tầng ozone này bị phá hoại? Do tác dụng phụ của khoa học. Tổ tiên xa xưa của chúng ta hiểu rõ được tình huống này, nên không phát triển, để sinh mạng thế gian này chúng ta được kéo dài thêm vài năm. Không phải không hiểu khoa học kỹ thuật, đó là nói quan hệ giữa người và đại tự nhiên. Ở trong kinh Phật nói quan hệ rất mật thiết của y báo cùng chánh báo. Sâu hơn một tầng nữa, nhà nho nói được ít, Phật pháp nói được nhiều. Quan hệ của con người và vũ trụ. Nhà Phật nói tầng hư không khắp pháp giới. Trong đại vũ trụ, người thông thường gọi là thiên địa quỷ thần. Trong Phật pháp gọi là sáu cõi, gọi mười pháp giới, gọi là mười phương tất cả cõi nước chư Phật. Có quan hệ gì với chúng ta? Đều phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Sau đó chúng ta chính mình mới biết sinh hoạt như thế nào, làm thế nào để làm người, làm thế nào để làm thánh hiền. Thánh hiền nhân trong Phật pháp chính là Phật Bồ Tát. Phật là thánh nhân, Bồ Tát là hiền nhân. Trải qua đời sống của thánh hiền, trải qua đời sống trí tuệ thánh minh, vì chúng ta nhiều hạnh phúc, nhiều mỹ mãn. Đó là giáo dục của Phật. Vì mới có thể giải quyết thế kỷ 21. Quốc gia khác nhau, chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau. Làm thế nào cùng ở trên cái địa cầu này một cách hòa thuận, hợp tác lẫn nhau, cùng đồng phùng vinh trên cái địa cầu này, cùng đồng đến tạo phước cho xã hội. Việc này phải dựa vào giáo dục. Cho nên hiện tại chúng ta đối mặt với tình huống của xã hội hiện thực, chúng ta triển khai kinh điển của Phật có cảm khái vô hạn. Thế nhưng hiện tại có nguy cơ hay không? Có nguy cơ. Nguy cơ là đích thực có được cái thứ tốt như vậy, có thể giải quyết tất cả vấn đề của chúng sanh. Có điện tích đó mà không có người nhận biết, không có người tuyên dương. Trái lại, khiến cho đại chúng xã hội sanh ra rất nhiều hiểu lầm. Phật giáo biến thành tôn giáo. Biến thành tôn giáo có cái gì không tốt? Tôn giáo cùng tôn giáo có sự bài trừ lẫn nhau. Cho nên Phật giáo không phải là tôn giáo.
Phật giáo đã giải quyết tất cả vấn đề học vấn. Bạn đem nó xem thành học thuật cũng được. Thuật là phương pháp, nó có lý luận, có phương pháp, đích thực là giúp chúng ta giải quyết vấn đề cá nhân, vấn đề trong sự nghiệp, vấn đề của quốc gia, vấn đề của thế giới. Bạn nói xem, đó là học thuật hiện thực đến như vậy. Đầu năm Dân Quốc ở Trung Quốc, đại sư Âu Dương Cảnh Vô, ngài biết Âu Dương Cảnh Vô là học trò của Dương Nhân Sơn. Ông từng có một lần diễn giảng, đề giảng là Phật giáo không phải là tôn giáo, không phải triết học, mà là người đời nay cần đến. Từ trên đề giảng này, chúng ta thể hội được ông thật đã nhận biết rồi, ông thật đã tỉnh ngộ rồi. Thế nhưng ông sanh vào một thời đại biến loạn. Tuy là phát đại tâm làm giáo dục, bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp kế tục Huệ Mạng Phật, ông thành lập một học viện ở Nam Kinh. Chỉ mở được 2 năm thì phải đóng cửa. Thời gian tuy là ngắn, gần như đầu Dân Quốc, một số đại pháp sư, đại cư sĩ đều là học tập từ trong Phật học viện này mà ra. Rất là đáng tiếc, thọ mạng Phật học viện này của ông quá ngắn. Nếu như ông có thể làm được 10 năm, 20 năm, tôi tin tưởng thế giới này của chúng ta ngày nay không đến nỗi có nhiều động loạn đến như vậy. Không đến nỗi có nhiều tai hại đến như vậy. Những đạo lý này, chúng ta ngay trong lúc giảng giải đã nhiều lần giải thích tỉ mỉ. Ở vào năm 70, năm 1970, Thang Ân Tỷ, triết học gia nước Anh, ở trong một hội nghị quốc tế, ông đã có một bài phát biểu, trong đó có nhắc đến chân thật có thể giải quyết được vấn đề của thế kỷ 21. Ông đã nêu ra chỉ có học thuyết của Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Tiên sinh Âu Dương đại khái ở thời kỳ đầu, của thế kỷ 20, đại khái khoảng năm 1920, đã nói ra vào khoảng năm đó. Thang Ân Tỷ thì nói ra vào năm 1970, cách nhau nửa thế kỷ. Cách nhìn kiến giải của họ gần như hoàn toàn giống nhau, khẳng định Phật Pháp Đại Thừa có thể giải quyết vấn đề. Đó là chúng ta vì chúng sanh khổ nạn ngay trước mắt, chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực tu học, đem giáo học của Phật Đà mở mang rộng lớn, chỉ để tránh một số danh từ thuật ngữ trong Phật học. Những danh từ thuật ngữ này luôn luôn khiến cho rất nhiều người sanh ra hiểu lầm.
vừa nghe được, vừa thấy được, liền sanh ra bài trừ, không thể tiếp nhận, cho rằng đó là mê tín, đó là tôn giáo. Cho nên chúng ta lần này ở nơi đây giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng kinh Hoa Nghiêm, tổng đề mục của chúng ta chính là đôi liễn viết trên cây cột hai bên: học di nhân sư, hành di thế phạm. Tám chữ này thực tế mà nói chính là toàn thể Phật Pháp. Nếu bạn hỏi nội dung của Phật Pháp là gì, tám chữ này đã nói ra hết, một chút cũng không sai, một chút cũng không miễn cưỡng. Sư là cái gì? Gương mẫu. Phạm là mô phạm. Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta, cá nhân chúng ta phải làm gương mẫu cho tất cả mọi người, phải làm mô phạm cho tất cả mọi người. Gia đình của chúng ta phải làm ra một gia đình mô phạm cho thế gian này. Chúng ta từ ngay trong nghề nghiệp, phải ở trong đồng nghiệp trên toàn thế giới làm ra mô phạm. Đó là nội dung chân thật mà trong kinh điển Phật đã nói ra. Không chỉ là kinh Đại Thừa, kinh Tiểu Thừa cũng không ngoại lệ. Mỗi câu mỗi chữ đều áp dụng ngay trong đời sống hiện thực của chúng ta, chưa bao giờ tách khỏi đời sống của chúng ta. Lần này chúng ta không bị hạn chế bởi thời gian, chúng ta có thể chọn lấy giảng dài, giảng tỉ mỉ. Nếu như không tỉ mỉ mà nói rõ, sợ mọi người nghe rồi vẫn cứ không thể chuyển được quan niệm. Nếu như chúng ta vẫn cứ đem nó xem thành tôn giáo, đem Phật Bồ Tát xem thành thần minh, thì chúng ta hoàn toàn sai lầm. Phật, Bồ Tát, A-la-hán, những danh từ này ở trong giáo dục Phật giáo nghiêm khắc mà nói, nó là danh xưng của học vị. Chúng ta phải rõ ràng hoạt động của Phật giáo, nếu như dùng lời nói của ngày nay để nói, chính là người làm công tác giáo dục xã hội. Thích Ca Mâu Ni Phật chính là một cái thân phận như vậy, là một nhân vật như vậy, hoàn toàn tận nghĩa vụ. Chân thật hiển thị ra, làm ra tấm gương để cho chúng ta xem. Không tranh với người, không mong ở đời. Ngay trong một đời, toàn tâm toàn lực từ trong công tác giáo dục xã hội, đó là chỗ vĩ đại của Ngài, là chỗ khiến cho người sau chúng ta ngưỡng mộ. Ngài có trí tuệ vô tận, đức năng vô tận. Tại vì sao Ngài phải từ nơi công việc giáo dục? Nói rõ, giáo dục không chỉ là nền tảng xây dựng quốc gia, mà là nền tảng xây dựng cho toàn thế giới. Ngay từ nơi công việc này, hiện tại chúng ta nói rõ, không chỉ là nền tảng xây dựng thế giới, thực tế mà nói là kiến thiết cơ bản nhất cho
cho tận hư không khắp pháp giới. Chư Phật Bồ Tát rất cừ khôi, các ngài đều là làm công việc này. Người hiện tại chúng ta gọi là hy sinh phụng hiến vì tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh mà tạo phước. Trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói: huệ dĩ chân thật chi lợi. Ngày nay chúng ta đọc phẩm kinh văn này, chí ít phải có cái nhận thức này, có cái nhận biết này. Sau đó phải phát đạo tâm của chính mình. Ở trên kinh Phật nói phát Bồ Đề tâm, lập đại chí nguyện. Chúng ta phải học Phật, chúng ta phải học Bồ Tát. Nhất là các đồng tu xuất gia, có lẽ khi bạn xuất gia là mơ mơ hồ hồ mà xuất gia, bạn tuyệt nhiên không có làm cho rõ ràng. Bạn tuyệt nhiên chưa nhận biết thì mơ mơ hồ hồ mà xuất gia. Khi xuất gia rồi, hiện tại đã rõ ràng. Đã rõ ràng thì hỏi bạn, bạn có bằng lòng phát nguyện, có bằng lòng phát tâm hay không? Là một người làm công tác giáo dục xã hội, hoàn toàn tận nghĩa vụ, không cầu bất cứ báo đáp nào, bạn có bằng lòng làm như vậy hay không? Không bằng lòng làm như vậy, hoàn tục vẫn tốt. Bằng lòng làm như vậy thì rất tốt, rất khó được. Việc xuất gia của bạn được xem là đã tường tận, đã thấu hiểu mà xuất gia, không phải hồ đồ mà xuất gia. Chúng ta phải thật làm. Quyết định xả bỏ danh vọng lợi dưỡng, quyết không ham muốn năm dục sáu trần. Chúng ta bằng lòng trải qua đời sống với mức thấp nhất. Lời nói này hiện tại tuy là nói như vậy, thế nhưng đời sống của người xuất gia ở trên mức thông thường không phải là mức thấp nhất. Bạn xem thấy buổi tối các vị ở nơi đây niệm Phật, tối nay lại có 36 giờ niệm Phật. Bên ngoài niệm Phật đường bày ra những đồ cúng dường rất phong phú, đồ ăn, đồ uống, đồ bổ dưỡng đáng có đều có. Không phải là mức thấp nhất, mà là mức cao. Thế nhưng phải ghi nhớ, quyết định không thể khởi lòng tham. Tại vì sao Phật dạy chúng ta trải qua đời sống ở mức thấp nhất, đoạn sang tham? Dụng ý ở ngay chỗ này. Thành tựu giới định huệ của bạn, chân thật thành tựu được giới định huệ, thì bạn liền được đại tự tại. Ở thuận cảnh không có lòng tham ái, ở nghịch cảnh không có lòng sân hận. Chân thật làm đến được như trên Kinh Kim Cang đã nói, đó là một tiêu chuẩn tuyệt đối. Chúng ta phải nên nỗ lực hướng đến cái tiêu chuẩn này mà hướng đến. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Nếu như đạt đến cái tiêu chuẩn này, bạn liền siêu diệt mười pháp giới. Vì sao vậy? Trong mười pháp giới, bốn tướng đều đầy đủ. Lìa khỏi bốn tướng thì mười pháp giới cũng không còn,
bạn liền khế nhập pháp giới nhất chân. Thế giới cực lạc mà trong bổn kinh này đã nói, trong kinh Hoa Nghiêm đã nói là thế giới hoa tạng. Thực tế mà nói, hoa tạng cùng cực lạc là một, không phải là hai. Cực lạc là khu vực tinh hoa của hoa tạng, giống như con đường Ô Chát của Singapore chúng ta, khu vực đẹp nhất của trung tâm thành phố, đó là thế giới cực lạc, không hề rời khỏi hoa tạng. Đó là hôm nay chúng ta xem như đã hiểu rõ ràng, hiểu tường tận, biết được thân phận của chính mình, biết được sứ mạng của chính mình, biết được chính mình tại vì sao đến cái thế gian này, đến để làm cái gì. Việc này tương đối không dễ dàng. Khi làm rõ ràng rồi, bạn được xem là một người thông suốt, không phải là người hồ đồ. Chúng ta muốn làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, nhất định phải thâm nhập kinh tạng. Nhận biết của chúng ta ngày nay mới xem là một mở đầu, không đủ độ sâu. Vì sao vậy? Trí tuệ chưa khai, không có phương tiện khéo léo. Ngày tháng vẫn là trải qua rất khổ cực. Nếu như trí tuệ của bạn khai mở, bạn có được phương tiện khéo léo, đời sống của bạn sẽ trải qua được rất tự tại, rất an vui, rất mỹ mãn. Không luận bạn trải qua đời sống như thế nào, không luận bạn từ nơi một nghề nghiệp nào, một loại công việc nào, bạn nhất định là tự tại, an vui. Vì sao vậy? Giác ngộ rồi. Cho nên Phật Pháp nói, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Lời nói này rất chính xác. Khổ từ đâu mà đến? Từ mê mà ra. Mê rồi thì có khổ. Vui từ nơi đâu mà đến? Vui từ giác ngộ mà có. Đời sống trước mắt chúng ta, hoặc giả là bần tiện, hoặc giả là phú quý, việc này đều không can hệ. Người bần tiện có tự tại an vui, người phú quý cũng có tự tại an vui. Từ trên tự tại an vui mà nói, bần tiện cùng phú quý không có can thiệp, không quan hệ. Then chốt ở mê ngộ. Cho nên kinh điển không thể sơ sài qua loa, phải rất tỉ mỉ mà đọc tụng, mà thể ngộ, chúng ta mới có thể có được thọ dụng chân thật. Thực tế mà nói, chư Phật vô lượng công đức trí tuệ thánh minh còn có một tầng ý nghĩa rất sâu. Đó là cái gì? Là trong tự tánh chúng ta vốn sẵn đầy đủ. Việc này ở trong kinh Đại Thừa Thế Tôn mới có nói, trong kinh Tiểu Thừa thì Phật không có nói qua. Trong kinh Hoa Nghiêm phẩm xuất hiện, nói được rất rõ ràng, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai. Vô lượng công đức là đức tướng, trí tuệ thánh minh là trí tuệ. Tất cả chúng sanh tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Tại vì sao chúng ta bỏ mất đi
trí tuệ công đức vô lượng của chính mình. Xin nói với các vị, nó mất đi, không phải chân thật đã mất. Tự tánh vốn sẵn có thì làm sao mất đi được? Quyết định không thể mất đi. Hiện tại trí tuệ công đức của chúng ta không khởi được tác dụng, Phật nói cho chúng ta nghe là có chướng ngại. Tuyệt nhiên không phải mất đi, là bạn có chướng ngại nên ngăn nó không khởi được tác dụng. Chỉ cần bạn đem chướng ngại trừ bỏ, trí tuệ đức năng của bạn liền là hiện tiền. Hiện tiền thì không hề khác biệt cùng mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Rốt cuộc là chướng ngại gì? Phật vì chúng ta nói thẳng một lời, là vọng tưởng chấp trước. Chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc. Phật nói ra cho chúng ta nghe rồi, chúng ta phải làm sao? Phải đem vọng tưởng xả bỏ. Đem chướng ngại trừ bỏ, bản năng của tự tánh chúng ta liền hồi phục. Phật nói cái vọng tưởng chấp trước, trong đó còn có một cái phân biệt. Có phải Phật nói sót hay không? Không phải. Phân biệt có thể bao gồm ở trong chấp trước, cũng có thể bao gồm ở trong vọng tưởng, cũng có thể đem nó tỉnh lược đi. Chúng ta lại nói phân biệt, cái ý này thì rất là rõ ràng, rất là đầy đủ. Do đây có thể biết ba loại chướng ngại này trong Phật Pháp gọi là phiền não. Chấp trước là kiến tư phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, vọng tưởng là căn bản vô minh, cũng gọi là vô minh phiền não. Ba loại phiền não này, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, Phật dạy chúng ta cái gì? Đoạn phiền não mà thôi. Sự việc này chúng ta phải thật làm mới được. Phải làm từ chỗ nào? Từ ngay trong cuộc sống thường ngày. Từ ngay trong công việc, đối nhân xử thế tiếp vật. Chân thật đem vọng tưởng phân biệt chấp trước xả bỏ. Xả bỏ, các vị phải ghi nhớ, không phải là xả bỏ trên sự, trên sự mà xả bỏ, những gì của tôi cũng đều buông bỏ. Bạn ngày ngày trải qua đời sống mặc áo ăn cơm, tôi cũng không mặc áo không ăn cơm. Vậy thì bạn hoàn toàn hiểu sai đi ý nghĩa của Phật. Dạng nhất không nên hiểu lầm, tôi thấy đều buông bỏ. Buông bỏ thì chết rồi, chết rồi thì chẳng phải buông bỏ hết rồi sao? Kỳ thật sai rồi, chết rồi cũng vẫn chưa hết. Trên Kinh Địa Tạng, Ngài nói với chúng ta, chết rồi sau 49 ngày họ lại phải đi đầu thai. Chưa có buông bỏ. Nếu họ thật buông bỏ thì họ sẽ không đi đầu thai. Họ còn đến luân chuyển đầu thai trong sáu cõi. Có thể thấy được họ chưa buông bỏ. Chết rồi cũng chưa buông bỏ được.
Việc này chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng, cho tường tận. Cho nên chết rồi thì thật là khó khăn, chân thật là không thể hết. Phật muốn độ chúng ta, cái hơi thở này của chúng ta chưa dứt, còn cứu được. Cái hơi thở đó dứt rồi thì hết cứu. Phật Bồ Tát cũng không thể nào giúp được. Cho nên nhất định phải chăm chỉ, phải nỗ lực. Buông bỏ không phải là buông bỏ trên sự, là buông bỏ ở nơi tâm. Buông bỏ trên tâm lý, trên sự, chẳng phải trên tiêu đề đã viết rất rõ rồi sao? Phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh, làm ra kiểu dáng bạn phải làm được càng tốt càng viên mãn, làm ra gương mẫu để cho người khác xem. Đây gọi là giáo hóa chúng sanh. Tuy là làm ra tấm gương tốt nhất, trong lòng trong sạch, không nhiễm một trần, đó gọi là buông bỏ. Buông bỏ là chỉ sự việc như vậy, hoàn toàn hiểu sai đi ý nghĩa. Cho nên có rất nhiều người nghe giảng hiểu sai đi ý nghĩa, đó là thiểu số, không phải đa số. Đa số thì phiền phức sẽ lớn. Có một hai người như vậy, công việc của họ làm không làm nữa, tiền tài trong nhà đều bố thí, đều buông bỏ, sau đó viết thư nói với tôi họ không có cơm để ăn, phải làm sao? Đó là hoàn toàn hiểu sai đi ý nghĩa. Vào thời xưa cũng có một người như vậy, làm ra một tấm gương. Thế nhưng bạn phải tỉ mỉ mà quan sát họ. Họ ăn cơm thì cái việc này vẫn còn. Cư sĩ Bạn Uật Triều Nhà Đường, ông làm ra tấm gương cho chúng ta xem, dụng ý đó rất sâu. Chúng ta cũng rất dễ dàng hiểu sai ông. Ông là một người tương đối là giàu có, học Phật khai ngộ, ở trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Sau khi ngộ rồi, sau đó ông đem gia sản của ông bán hết, chất lên một chiếc thuyền, bơi thuyền đến giữa dòng sông, đục một cái lỗ nhận chìm nó. Buông bỏ hết, thấy đều xả hết. Có người hỏi ông, bạn cư sĩ, những tài vật này ông đã không cần nữa, tại vì sao ông không đem nó đi làm những việc từ thiện, cứu tế chúng sanh bần khổ trong xã hội? Thực tế mà nói, hành động đó của ông chính là bảo với người một câu nói. Đáp án của ông là việc tốt không bằng không việc gì. Ý nghĩa của câu nói này rất sâu. Mỗi một người đều vô sự thì thiên hạ thái bình. Vô sự tuyệt nhiên không phải bảo bạn không làm việc, không nên đi ban duyên. Tùy duyên thì tốt. Đời sống của ông không vấn đề. Ông biết đan dép cỏ, mỗi ngày đi bán dép cỏ, đổi chút ít tiền mua gạo, mua rau. Đời sống trải qua được rất tự tại, trải qua được rất an vui. Ông không cần tiền, không cần phải tích chứa, không cần phải suy nghĩ cho ngày mai. Vì sao vậy? Ông tự tại giảng sanh. Bạn xem trong truyện ký, người cả nhà đều rất tự tại. Có một hôm, ông ngồi trong nhà tĩnh tọa, nói với con gái của ông, ra bên ngoài xem bây giờ là lúc nào rồi. Vào thời xưa không có đồng hồ, xem mặt trời đến lúc nào rồi,
cô con gái ông biết được cha của mình muốn giảng sanh. Xem thử thời gian đến chưa? Con gái ông ra ngoài lớn tiếng nói ông, thời gian vẫn chưa đến. Cô con gái ông đứng ngoài đó giảng sanh. Kết quả ông già ra ngoài xem, ai da, con gái này vốn dĩ muốn con gái lo hậu sự cho ta, suốt cuộc ta còn phải lo hậu sự cho nó, nó còn lợi hại hơn ta. Bạn thử nghĩ xem, sinh tử tự tại, đi được đẹp đến như vậy, vậy ông còn chuẩn bị cho ngày mai để làm cái gì? Không cần thiết. Chỉ có ở trong Phật Pháp tu học, bạn mới có thể đến được loại công phu này. Đó là triệt để thấu hiểu chân tướng đối với vũ trụ nhân sanh. Cho nên, khế nhập vào cảnh giới đó, có thân hay không vậy? Không có. Vô ngã tướng. Bạn không có thân mới có thể hiện ra tất cả thân. Nhà Phật gọi là sanh tử tự tại. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói 8 cái tự tại, nói 10 cái tự tại. Họ có thể chứng được, chúng ta cũng có thể chứng được. Ngày nay chúng ta không cách gì chứng được, chính là bởi vì không buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sự việc chính mắt ở trong lòng quá nhiều, đó là chướng ngại lớn của phàm phu. Lúc nào bạn buông bỏ thì ngay lúc đó liền thành Phật. Làm Phật thực tế mà nói không khó. Chúng sanh cùng Phật khác biệt ở một niệm. Một niệm giác chính là Phật, một niệm mê chính là chúng sanh. Người niệm Phật thường nói một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Khi chúng ta thường ngày dụng công, một niệm tương ưng thường có. Thế nhưng niệm niệm tương ưng thì khó, thì không dễ dàng. Nếu như chúng ta có thể giữ gìn mỗi ngày có một niệm tương ưng, không nên cho rằng thời gian của một niệm này quá ngắn. Một ngày chỉ một lần như vậy thì quá ngắn, rất là hy hữu, rất là đáng quý. Bạn có một niệm thì bạn sẽ có hai niệm, có hai niệm thì sẽ có ba niệm. Cho nên đây là cảnh giới tốt, rất khó được. Năm xưa tôi ở nơi đây khuyên mọi người niệm Phật. Tôi khuyên mọi người, có rất nhiều đồng tu làm việc rất bận rộn, không có thời gian tu thời khóa sớm tối. Tôi khuyên họ dùng cách mười niệm. Cách mười niệm của tôi không giống như Pháp Sư Quán Đảnh. Pháp Sư Quán Đảnh làm mười hơi thở, một hơi thở là một niệm, một hơi không bắt buộc bao nhiêu tiếng. Pháp mười niệm này của tôi chính là mười câu A-di-đà Phật. Nếu như bạn niệm bốn chữ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, niệm ra mười câu, đại khái một phút thì được rồi. Tuy là thời gian ngắn như vậy, chỉ có 10 câu, phù hợp tiêu chuẩn trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói một lòng xưng niệm, một lòng chuyên niệm. Trong 10 câu Phật hiệu này là bạn một lòng niệm, quyết định không có vọng niệm xen tạp ở trong. Chân thật làm được, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Hoàn toàn phù hợp với Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta, gom nhiếp sáu căn tình niệm liên tục. Đó là công đức chân thật. Cho nên không nên xem thấy thời gian quá ngắn.
công đức chân thật. Một ngày có được một niệm tương ưng như vậy, đương nhiên số lần niệm càng nhiều càng tốt. Cho nên chúng ta liền nghĩ đến một ngày phải nên niệm 9 lần. 9 lần niệm thế nào vậy? Khi sáng sớm thức dậy, niệm một lần, làm thành khóa sớm, thời gian 1 phút thì được rồi. Có tượng Phật thì đối mặt với tượng Phật, không có tượng Phật thì hướng về phía Tây. Một ngày ăn cơm 3 bữa. Trước khi ăn cơm, chắp tay niệm 10 câu A-di-đà Phật. Cho nên chúng ta không niệm chú cúng dường, chúng ta chắp tay niệm 10 danh hiệu A-di-đà Phật, một lòng xưng niệm. Vậy thì chính là 3 lần rồi. Buổi sáng bạn đi làm việc, trước khi làm việc niệm qua 1 lần. Làm việc xong rồi niệm 1 lần. Buổi sáng buổi chiều 4 lần. Buổi tối trước khi đi ngủ niệm 1 lần. Tổng cộng 9 lần. 9 lần này là định khóa của chúng ta. Mỗi 1 lần chỉ cần 1 phút. Ngoài ra có thời gian, bạn có thể niệm càng tốt. Cái phương pháp này rất có hiệu quả. Lại không chướng ngại bạn làm việc. Đích thực là tiện lợi đến cùng cực. Làm thế nào niệm được chân thật, có hiệu quả, nắm chắc được phần giảng sanh, thì phải xem bình thường bạn có công phu hay không. Buông bỏ nhìn thấu, buông bỏ nhìn thấu là giác ngộ. Bạn thông suốt đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, thông suốt chính là nhìn thấu, không còn chấp trước chính là buông bỏ. Bạn có thể chân thật làm đến được tùy duyên. Tùy duyên chính là buông bỏ, phan duyên là chấp trước. Tùy duyên mà không phan duyên tuyệt nhiên không phải dạy chúng ta đem công việc đáng phải làm cũng bỏ không làm. Vậy thì sai. Tùy duyên chính là tùy thuận cơ duyên, chúng ta phải nên làm. Như gần đây, cư sĩ Lý Mộc Nguyên cùng những vị đồng sự của cư sĩ Lâm, hôm nay bạn đến công việc của thôn Di Đà, cũng bạn đến việc của Phật Học Viện. Việc này có phải là phan duyên hay không? Không phải, đó là tùy duyên. Chúng ta bình lặng mà quan sát, có được cái cơ hội có thể thành tựu, chúng ta nỗ lực đem nó xúc tiến, đó là tùy duyên. Nếu như xem thấy không có cái cơ hội này, rất là miễn cưỡng mà đi làm, chưa chắc có thể làm được thành công, đó là phan duyên. Đi phải có trí tuệ. Bạn không có trí tuệ quan sát, luôn luôn cái gì gọi là tùy duyên, cái gì gọi là phan duyên thì bạn cũng không rõ ràng. Tùy duyên là một chút miễn cưỡng cũng không có, làm được rất tự tại, rất an vui. Chân thật làm đến được pháp hỷ sung mãn. Là vì Phật Pháp cửu trụ thế gian, vì tất cả chúng sanh có nhân duyên được độ, không vì chính mình. Chính mình tâm địa thanh tịnh vô nhiễm. Đại sư Huệ Năng đã nói, vốn dĩ không một vật, chính mình đích thực là trụ ở vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Vì Phật Pháp, vì chúng sanh, như vậy chăm chỉ nỗ lực mà phục vụ.
đó chính là hai bên không có, đều không trụ. Đó là tinh thần của Bồ Tát Đại Thừa, đời sống của Bồ Tát, việc làm của Bồ Tát, hai bên đều không trụ. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm một trần, không trụ ở có. Vì Phật Pháp, vì chúng sanh đang phục vụ, chưa từng nghỉ ngơi, không trụ vào không. Không có, hai bên đều không trụ. Chỗ này không giống người mê hoặc. Người thế gian mê, người thế gian chấp có. Người nhị thừa chấp không. Phật nói, chấp trước hai bên đều sai lầm. Cho nên Bồ Tát là trung đạo, trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Trung đạo chính là không trụ hai bên. Cho nên chúng ta từ trong phẩm kinh văn này đích thực có được thể hội rất sâu, cũng có cảm khái rất sâu, biết được hiện tiền chúng ta phải nên đi làm những việc gì. Nhất định phải tuân thủ giáo huấn ở trong kinh điển, đặc biệt là hai đoạn sau cùng: đức dụng du phương, tự lợi đức cùng lợi tha đức. Đó là tổng nguyên tắc chỉ đạo sinh hoạt làm việc tu học của chúng ta. Chúng ta có thể tường tận, có thể y giáo phụng hành, liền có thể cùng các vị Đại Bồ Tát trong cái hội này, các ngài được trí tuệ, thánh minh, công đức Phật. Chúng ta tuy là không thể chứng đắc viên mãn, cũng có thể có được chút ảnh hưởng. Cũng dần dần tiếp cận được gần hơn. Trong bốn gia hành gọi là noãn vị. Đó là hiện tiền chúng ta phải nên giác ngộ, phải nỗ lực. Biết được sứ mạng của chính mình là rất nặng.